Xin chào tất cả mọi người. Trong cỏ ngọt thì không chứa calo nhưng lại có cái độ ngọt cao gấp hơn 200 lần so với cái độ ngọt, cái vị ngọt của đường tinh luyện. Thực tế thì là có nhiều bác đã hỏi em là em ơi, thì cái cỏ ngọt này nhà em bán có tẩm ướp cái gì không mà sao nó lại ngọt như vậy? Thì các bác ơi, cái vị ngọt này là vị ngọt tự nhiên của cái cây lá cỏ ngọt các bác nhá. Đấy, các bác anh các chị chúng ta có thể tìm hiểu thêm các cái thông tin về cây cỏ ngọt để chúng ta yên tâm sử dụng ạ. Và thực tế là chính vì cái cỏ ngọt này nó không calo nhưng lại nó lại có cái vị ngọt như thế này, thế nên là rất là được những người mà đang muốn giảm cân này, giảm cái lượng đường trong máu lựa chọn sử dụng cái sản phẩm cỏ ngọt này. Thì như các bác anh các chị đang thấy ở đây là hai cái sản phẩm cỏ ngọt nhà em đang bán, nó đều là cỏ ngọt các bác nhá, nhưng có một loại này, loại này là loại cỏ ngọt nguyên lá không các bác. Đây các bác nhìn nhá, cái này là chỉ nguyên có lá không thôi, thì giá đang là 300.000 đồng 1 kg. 1 kg thì được rất là nhiều các bác nhá. Hàng khô mà, như một túi này này, một túi này nó chỉ có 5 lạng thôi các bác. Một túi to như này nhưng chỉ có 5 lạng thôi các bác nhá. Còn một loại thứ hai nhà em đang bán đó là cái loại mà cả lá cả thân như thế này. Loại cả lá cả thân như thế này thì đang có giá là 150.000 đồng 1 kg. Đấy, cũng đóng túi 5 lạng nhá, một túi cũng được khá là nhiều. Nhưng mà cái này thì nó có cả thân, nó có cả thân nữa. Đấy, cả hai cái đều là cỏ ngọt. Đều là cỏ ngọt, một cái nguyên lá và một cái là có cả lá cả thân. Giá thì nó sẽ có sự chênh lệch. Như nguyên, như cả thân, cả lá này thì là chỉ có 150.000 đồng 1 kg thôi. Còn hàng nguyên lá thì là 300.000 đồng 1 kg các bác nhé. Với cái cỏ ngọt này thì mọi người chúng ta là có thể sử dụng, đơn giản là chúng ta có thể sử dụng riêng cái cỏ ngọt này mình pha trà thôi, pha trà cỏ ngọt không thôi. Đấy. Hoặc là mọi người có thể là kết hợp cái cỏ ngọt này cùng với lại táo đỏ, kỷ tử, các loại trà hoa, trà hoa, trà gạo lứt hay là đông trùng hạ thảo và nhiều loại khác nữa. Mình thêm cái cỏ ngọt này vào kết hợp cùng để tạo nên cái vị ngọt tự nhiên của trà mà chúng ta không cần phải sử dụng đến đường. Và có một cái sản phẩm nha các bác nhé. Đây có một cái sản phẩm mà nhà em có kết hợp cùng với lại cỏ ngọt các bác này, đó chính là cái sản phẩm trà sơn mật hồng sâm nhé. Trong thành phần trà sơn mật hồng sâm này là sẽ có cái cỏ ngọt này thay thế cho việc chúng ta không phải sử dụng đường, mà cái trà của mình nó vẫn có cái vị ngọt nhẹ nhàng dễ uống ạ. Đây, trà sơn mật hồng sâm thì nhà em đang có hai loại, một loại là trà sơn mật hồng sâm loại thường, giá là 80.000 đồng 1 kg, một túi này là 5 lạng các bác nhé. Và trà sơn mật hồng sâm loại đặc biệt, loại này là 120.000 đồng 1 kg, một túi như thế này cũng là 5 lạng. Đương nhiên là loại đặc biệt thì nó sẽ có nhiều vị hơn là loại thường, nhưng cơ bản cái thành phần của cái trà sơn mật hồng sâm này là trong cả hai loại thường và loại đặc biệt này thì nhà em đều có sử dụng cỏ ngọt ở trong đấy. Thế nên là mọi người chúng ta có thể là lựa chọn sử dụng một trong hai cái loại trà này, nó đều là vị ngọt tự nhiên từ cỏ ngọt chứ không sử dụng đường mọi người nhé. Đấy, ngoài cái sản phẩm là cỏ ngọt này, trà sơn mật hồng sâm thì như là táo đỏ, kỷ tử hay là trà gạo lứt, các loại trà hoa và nhiều sản phẩm khác nữa thì nhà em đều có bán. Và tất cả những cái sản phẩm này là nhà em đều có ship code toàn quốc. Các bác anh các chị mình nhận hàng là mình sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác anh các chị mình quan tâm mua cỏ ngọt, mua các loại trà thì các bác anh các chị mình có thể liên hệ trực tiếp cho nhà em theo số điện thoại là 0868184777. Số thì có cả Zalo nữa, thế nên là mọi người có thể là gọi điện nhắn tin thường hoặc là gọi điện nhắn tin Zalo đều được ạ. Và có rất là nhiều những cái sản phẩm khác mà em chưa giới thiệu ở đây, thì các bác anh các chị mình quan tâm mình đăng ký kênh để xem thêm các sản phẩm khác của bên em nhé.